30 năm rồi, bán từ năm 94 đến giờ. Ôi, chẳng biết bí quyết là gì, cô chỉ biết là cứ thịt tươi, cứ thịt bò phải thịt bò tươi. Sáng ngày ra thịt bò là mình mối hàng đưa đến là mình ướp bán trong ngày thôi. Nhà cô mà hôm nào đông thì hết 8 rưỡi, hôm nào ấy 9 giờ không bao giờ có hàng lưu cả. Nhiều quán rồi nhưng mà mình đến cái quán này là mình ăn là mình cảm nhận được nó ngon. Ngon là sợi bún nó mềm, thịt bò lúc nào cũng tươi, lạc thơm và cơ bản là nước sốt là rất là vừa vặn này. Nghiện bún bò ở quán này thôi, còn các quán khác là mình cũng ăn nhiều rồi nhưng mà cảm giác nó không đậm đà được như quán này. Nên quán này dù có lúc ở xa nhưng cũng phải đi xe đến để ăn bát bún bò không. Em thấy món ăn ở đấy rất là ngon, đặc biệt từ cái thịt xíu nó rất là giòn và ngon, tẩm ướp rất là cẩn thận. Còn nước ở đây thì nó có vị thanh thanh, ngọt ngọt, nó có mùi đặc trưng của nó riêng. Em cảm thấy món ăn này rất là ngon và em rất là thích những món này.